tôi chọn dự án này là vì thứ nhất là đây là một cái dự án sinh thái có sông hồ, thứ hai nữa là về cái vị trí theo cái hướng phát triển của thành phố thì rất thuận lợi cho vấn đề giao thông, cho nên cũng phải nhanh chân một tí, không thì chậm quá thì cũng mất cơ hội. Tôi cũng là một khách hàng rất là quen thuộc của Nova rồi và tôi vẫn tin tưởng vào sự phát triển của tập đoàn này. Còn nếu mà hôm nay mà tôi tư vấn các bạn thì cũng đâu có còn chỗ đâu ở trong này, trong hội trường là những block đã bị phun đầy hết rồi. Rất là lý tưởng cho chúng ta để ở. Và nếu mà đã là lý tưởng thì cái chuyện thương mại đương nhiên nó đính kèm theo rồi. Nếu các bạn không để cho gia đình mình ở thì với một cái sự lý tưởng như vậy các bạn vẫn có thể sang Nhật được.